Theo ghi nhận sáng nay tại trạm y tế phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, do thực hiện tốt công tác truyền thông trước đó nên số lượng trẻ ra uống vitamin A khá đông, dù mới ngày đầu triển khai chiến dịch. Các phụ huynh hầu hết đều nắm được lịch uống và tác dụng của việc cho trẻ uống bổ sung vitamin A. Theo thống kê, đợt này, toàn phường có 1.100 trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A. Dạ, bé hôm nay là được 9 tháng và uống lần thứ nhất. Và em biết thông tin này ở trên mạng và các bác ở khu phố cũng đến thông báo nữa. Dạ, cho nên hôm nay em đưa bé đến uống. Chỉ có biết là uống vitamin, cho bé uống vitamin A để nhằm mục đích gì? Dạ, cho bé có sức đề kháng và cho sáng mắt nữa chị. Dạ. À, bé uống vitamin A được lần thứ hai rồi chị. Giữa năm và lần này. Giờ đâu mà chị biết để cho bé làm? À, em xem trên fanpage của phường Tam Hiệp á. À, vậy thì mình có biết là cho con uống vitamin A nhằm mục đích gì không? Vitamin A thì để tốt cho mắt với lại chống mù lòa, bổ sung kháng thể cho bé. Triển khai kế hoạch uống, rồi gửi thông báo với thư mời của ủy ban, rồi nhờ cũng ủy ban dân phường và đoàn phường hỗ trợ là mình sẽ thông báo trên đài phát thanh của phường, rồi thông báo ở trên Facebook của tuổi đoàn phường, cái trang tuổi trẻ phường Tam Hiệp. Nên là từ hôm nay là các cháu ra cũng so với đợt 1 là tương đối đông. Còn tại phường Trảng Dài, do tập trung đông dân cư với số lượng trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A lên tới gần 4.500 bé, nên phường tổ chức uống tại 3 điểm nhằm đảm bảo thuận tiện cho người dân. Nhờ đó, mặc dù số lượng trẻ ra uống lớn nhưng không phải chen chúc chờ đợi lâu. Trong cái kế hoạch của phường Trảng Dài triển khai, cái tổng số trẻ thứ nhất là cho đối tượng trẻ uống từ 6 tháng tới 36 tháng. Thì trong cái chiến dịch này uống, cái thứ nhất là truyền thông tới y tế vùng ấp và thông qua ủy ban, rồi ủy ban với các ban ngành đoàn thể thông báo xuống các khu phố. Rồi địa điểm uống thì là gồm có 3 địa điểm. Cái thứ nhất là trạm y tế phường Trảng Dài, là khu phố 3, và văn phòng khu phố 5, văn phòng khu phố 4. Chiến dịch uống vitamin A miễn phí đợt 2 năm 2023 cho trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A được triển khai đồng loạt trong toàn tỉnh từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023. Theo thống kê, có gần 126.000 trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A liều cao. Để chiến dịch được diễn ra an toàn, đúng đối tượng, đúng thời gian, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch 161 nhằm hướng dẫn và giám sát công tác tổ chức thực hiện tại các địa phương. Qua giám sát, tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chiến dịch. Thì các huyện tổ chức cho trẻ uống vitamin A thì khá là tốt. Đối tượng trẻ ra, người nhà để biết đến vitamin A và đưa trẻ ra thực hiện khá là đầy đủ. Các trạm mình triển khai và tuyên truyền, truyền thông đến các đối tượng em bé được uống trong đối diện mà được uống từ 6 đến 36 tháng hiện tại thì được triển khai rất là rộng rãi. Những năm trước, trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được uống một viên vitamin A 100.000 IU. Tuy nhiên năm nay, do nguồn vitamin A Viện Dinh dưỡng Quốc gia cấp cho Đồng Nai chỉ có viên liều lượng 200.000 IU, nên các trẻ từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ uống 1/2 viên, còn các trẻ từ 12 tháng đến 59 tháng tuổi sẽ uống một viên 200.000 IU. Trẻ thiếu vitamin A thường chậm phát triển, dễ bị nhiễm trùng, mờ giác mạc và thậm chí có thể gây mù vĩnh viễn. Do đó, hàng năm, ngành y tế tổ chức hai đợt uống vitamin A miễn phí vào tháng 6 và tháng 12 cho các trẻ dưới 6 tháng tuổi không được bú mẹ và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A. Người dân cần nắm thông tin để đưa trẻ đến các điểm uống vitamin A bổ sung theo đúng độ tuổi và liều lượng khuyến cáo nhằm phòng chống mù lòa, nâng cao sức đề kháng và phòng chống bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ.